hai cái em đang 7 đến 20 phút đi. Ôi, tôi giờ nó thiệt bây giờ ông quýnh đồng kia tôi nửa tiếng tôi không quýnh. Nãy lắm. Bấm gì? Không quýnh này nha. Về tôi mang bệnh luôn. Không tay con chậm. Bấm một cái thôi, bấm từ từ. Bấm liên tục, bấm một cái thôi, bấm một cái ở giữa thôi. Chứ giờ giờ tôi ăn ông mấy xị giờ tôi đi vô bệnh viện luôn. Giờ ai đủ là chậm tôi đâu chơi thành cũng chơi đủ không quýnh này. Giờ có ăn nó mấy xị thì tôi về cũng nhập viện luôn. Chưa về coi quýnh nhầm quýnh đâu. Trung đội rồi quýnh gì? Hai người trung đội. Chị Hạnh. Tôi không biết nhà già nào đâu mà tôi cứ ở trong kia rồi. Thank you.
nếu mình sợ thì nó khó gì đó trong cái nước luôn rồi. Mình có hết đường liều hoa rồi. Không kịp ăn cái gì chứ báo xe nhiều quá không đi đâu. Chết rồi, mà rút người về nữa. Về sĩ. Có nước cờ khoản tiền hay quá. Nghỉ rồi chứ sao. Thank you.
đây nè. Bao dễ hả? Bao dễ không? Thôi cho luôn, tao luôn. Phế luôn, tao nhớ không? Cái gì? Đâu có chiêu. Ai bắt xe làm gì? Một bí bắt xe. Tôi bắt không hay nè. Đẹp lâu. Chỗ đâu cũng sẵn. Vui vui. Cảm ơn gì bữa nay quá. Quán tiền. Hai cái lại thu ống nữa à. Hai cái nữa nha. Giờ một nữa nha. Giờ hai. Giờ hai. Cái này một. Chén rồi cũng mới đi con chốt không. Một quán hai là quầy. Nãy giờ con cứ bán. Giờ hai quầy. Quầy ta. Con cái bác quầy tiền. Tình trạng mày quầy. Đổ mà để bên kia cũng một mà để bên đây. Để con nghe nè. Để nghe đây nè. Mình đâu mới nãy giờ để bên đâu cũng một không? Hai nè đó. Nãy con đâu quá, con đâu biết. Hai đây. Tôi làm dấu rồi, đâu có rõ ràng, cứ một một hoài. Dán hai là quầy. Nếu mà lộn là cũng phải đáng chịu chứ. Trời ơi, dán. Ờ, để làm dấu rồi. Lộn vậy nhưng mà con không biết đâu. Kéo lại cái cũng một một hoài. Hồi nãy cái bên đây là hai nè. Ờ. Nếu cái đất để bên đây là hai á. Hai tiên rồi, không có một một hoài tiền quá. Bây giờ có lộn không cũng phải đáng chịu luôn. Phải không, tôi đã dấu rồi. Nhưng mà nãy con dán. Ờ, thiếu dán. Bây giờ bạn nào tính lại đi. Dán bỏ ra nè. Luôn. Con làm dấu rồi là khỏi cãi luôn. Đó. Đó, để bên đây á là một nè. Thấy không? Khỏi có cãi hai. Phải thảy qua bệnh. Cái nữa, bấm cái nữa, một cái nữa. Chứ để cái nắp ở bên nó có một. Thank you.
Coi giùm máy cái cho. Ừ. Chúng tiền cái vậy không? Chăm quá. Rồi. Nha. Rồi đi đi đi. Lại không? Để một phòng qua đây kiếm kiếm tiền nữa nè. Kho tiền của em nằm bán. Thank you.
Vậy ông kêu ai bằng bé không ba Sơn? Ông kêu bậy hả? À? Lên nha, lên làm quýnh phát chết xe luôn đó. Mời luôn. Mời luôn ha. Mời anh đó. Hay nè. Còn gì cho chị bữa nay là quán không? Chuẩn bị cái chắp cố vô bạn.
Không lẽ bà chưa có con? Nghe nói bà chuẩn bị có cháu nội, cháu ngoại, cháu cốt, bà nóng lắm vậy. Kẹo chuột mình đâu có thấy đâu. Mình đâu có kẹo chuột mình đâu có thấy được. Bốn giây về ngựa dữ lên được cả. Bốn giây. Quýnh một bát chiếu mi luôn mà. Chiếu anh ăn ngựa dài. Quăng ngựa về dữ. Nhưng mà đi đâu? Hả? Đi đâu người ta đi đâu? Em ăn ngựa chiếu. Bây giờ hai ba. Em ăn ngựa về đây, em ăn ngựa chiếu tiếp. À thiệt. Ờ đúng không? Đang chiếu liền nước mà. Ngồi ngón hộ giờ phải ngón hộ. Liên tục. Ngón hộ. Bệnh ngựa hết giờ. Còn 4 giây ông gác không có hay đợi. Ờ tại tao ngó đồng hồ. 4 giây là bây giờ tao ngó đồng hồ đủ bển gần hết giờ tao chạy vòng vòng. Có sao được. Còn 100.000 thôi không? Tao ngó đồng hồ rồi. Cái này có bấm lại gì không? Không, còn không. Để vậy luôn không? Trời ơi. Gần hết giờ đủ mà mình đừng có quấn anh cô chạy vòng vòng không anh cô. Bạn biết cái đồng hồ, bạn biết cái đồng hồ. Cái này con đi hai nè. Đúng rồi, anh khỏi nói nhiều quá. Nó làm dấu rồi á. Mời ơi, khỏi cãi gì nữa. Mình không biết ra quân mình có cần rồi. Ngựa sửa lại thôi. Thank you.
mẹ ta. Kiếm đường chứ giờ biết đi đâu sao. Đi đâu vậy? Rồi núp vô để tôi không bắt nó đâu. Nhiều đủ rồi. Núp à? Núp ở đâu vậy? Đi. Bắn vậy vậy á. Quá đâu là cái ăn luôn tỷ lệ người chạy mạng đó. Không có ăn nút ngựa. Đâu cần lại đâu, cuốn cái tướng nhỏng cẳng chết liền. Cái ăn nào mình ăn kiếm rồi nhưng mà tao không đập được phải không? Đập kia rồi. Đó, đó. Giờ mới là lời. Giờ mới là lời. Còn chỉ thế thôi. Qua nét. Mình thầy hả? Được rồi. Em đi đứng cờ để ăn một cờ vậy được rồi. Okay.
Trời được, trời quá, may quá, con cho được. Con cho được. Trời quá, đếm một xe, đếm một chiếc xe. Đếm ăn, trời ơi. Không ăn gì cho chạy. Nhưng mà cũng đỡ hơn chiếc xe, đủ mới chết đi. Em bấm rồi. Yeah.
chân cái chịu. Về cho ở nhà trước
Sức chơi quýnh về quýnh liền liền nè. Rồi giờ đấy là xe thành nhiều quá. Hay quá, nấu gì? Cái nắp đó là không có cản gì. Con bô gì cái lò này. Thành công. Mày quá. Sớm mà anh đọc dở vậy mới đúng.
Thank you.
Xong nước, cái nước ấy á, cái nước mà.